Nên bây giờ có một đứa con thôi là nuôi cũng vất vả rồi đó, chứ đừng nói là chi là tới năm đứa. Này là thùng nước mình để hứng nước mưa. Hứng nước mưa đó. Cái lu. Còn này là cái gì con? Đó, nó giọt xuống. Mưa này là giọt xuống cái thao này, cũng hứng nước mưa luôn, nhưng mà mưa này là mưa mưa giọt từ trong nhà, mưa không ý, mưa không muốn. Còn bên đây là những giọt mưa mà mong muốn nè. Đâu đâu năm con vô ngủ cho chú coi coi. Có được cái quạt bé tí gì đi à. Đâu đâu vô ngủ cho chú coi à. Lên ngủ cho mấy chú coi coi. Vì sao anh sao mà anh hết rồi. Đó cặp trâu, đó cặp trâu. Rồi vô nó quậy chắc. Tối nào cũng phải la nó trời. Dạ tuổi bồng bột mà con. Đất cá, đất cá. Ồ, vậy là sống nó gãy nè. Gãy sống luôn hả con? Gãy hết trơn rồi. Miền kia đâu có dám. Kìa gớt cái mầm ở dưới luôn kìa. Cái này mà ba đứa lên chắc nó gãy luôn á. Không con nó lên nằm á. Ngâm đứa luôn hả con? Con ơi. Trời ơi nhìn cái mặt kháo khỉnh ghê á. Dạ Bùi Hồi xin chào cô bác quý anh chị. Sau khi qua cầu Cổ Chiên, một cây cầu rất là lớn ở bắc nối giữa huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre và huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh, chạy thêm một đoạn nữa thì Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Nguyệt Lãng Xê, huyện xã Bình Phú, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Và nơi đây là khu sinh sống của các cô chú là cộng đồng dân tộc Khmer. Và hôm nay đến đây Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị một hoàn cảnh một người ngoại già phải nuôi 5 người con của mình. Tuổi còn khá là nhỏ, chưa đến tuổi ăn tuổi học, và bà phải bươn chải để nuôi cho các cháu của mình khôn lớn. Và vì sao là như vậy thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Đây là hình ảnh cô Sương mà theo được người dân ở đây chia sẻ rằng á, một mình cô phải nuôi 5 người cháu của mình, ba mẹ một thời gian bỏ ra đi đâu thì cũng không biết, và chắc có lẽ là trời cũng đang mưa nè. Đây là một cái mái nhà rất là tạm bợ của cô nha cô bác quý anh chị. Đó, mái nhà này vách là vách lá, ở trên này tôn cũng khá là hên một đồng ha. Đúng rồi. Còn ngôi nhà thì được chấp vá tạm bợ bởi những cái viên gạch, xây cũng khá là lâu rồi. Đây, dạ con chào cô Sương. Dạ, chào cô. Dạ, xin vô đi cô ơi, mưa quá. Xin vô con. Đây bé này là bao nhiêu tuổi mẩm bé này? 13 tuổi rồi đó. 13 tuổi ha. Bây giờ nguyên gia đình mình ngồi góc bên đây được không? Hay là qua đây đi? Qua đây đi cô. Ngồi dưới này đi. Ngồi xuống đây. Cái chắc con. Ngồi xuống. Mấy bạn ngồi xuống. Ngồi đây đi ha. Cô Sương ơi, cô có thể giới thiệu tên của các người cháu mình được không? Con xích vô con. Đây thì bé Ngân. Bé Ngân. Dạ. Bé Kiều. Bé Ngân. Bé Ngân hay bé Kiều? Bé Ngân, bé Kiều. Bé Ngân. Bé Kiều. Ừ. Cái nhỏ này bé Kiều là chị em buộc nó đó. Bé Ngân nhiêu tuổi cô? Bé Ngân 13 tuổi rồi. Rồi cái cha mẹ nó ly hôn á. Rồi cái mạnh cha đi thêm một bước, mạnh mẹ thêm bước bỏ lại cho tôi nuôi vậy đó. Còn cái thằng này thì mẹ nó cũng thêm một bước cũng bỏ luôn. Còn hai đứa này của mẹ nó thôi biết, nó đi mần ăn sao giờ biệt tức không biết ở đâu. Vậy là cô có mấy người con? Ba người con. Dạ. Là ba mẹ các bé lần lượt bỏ ra đi hết? Đi hết. Ba mẹ, ba hai đứa này đầu tiên thì cũng nhờ được cái lắm, tới bây giờ sao đi miệt tích luôn, tới giờ liên lạc cũng không có được. Ba mẹ mất tích luôn hả? Ủa trời. Ba mẹ nó thì ly cũng như là mẹ này đi mất tích luôn, còn cha thì đi về quê. Về quê đi bên đồng gì? Tiền Giang. Quê ở Tiền Giang. Tới bây giờ là không có sự liên lạc gì được luôn hả? Không liên lạc luôn. Còn mẹ nó thì mất tích luôn rồi. Rồi bé Ngân là con bao nhiêu tuổi? 13 tuổi, còn bé bên đây? Con tên gì? Con tên gì đó? Sơn, Sơn. Kêu. Còn bên đây? Thì anh Khoa mà tên La La, không kêu nó phá quá, kêu tên La luôn. À, Khoa, khóa quá thành La. Con bao nhiêu tuổi? Mấy tuổi rồi? Hả? 4 tuổi, 5 tuổi rồi. 5 tuổi, còn bên đây? Đây này nó cũng 5 tuổi luôn. 5 tuổi luôn bên đây? Đây thì 8 tuổi. 8 tuổi bên đây, dưới bên đây là chị em ruột. Ờ, chị em ruột. À, bạn, con tên gì? Bạn này tên gì? Tên Dậu bên đây kia. Trâm. Là cô Sương vừa là bà nội vừa là bà ngoại luôn hả? Là bà nội bà ngoại luôn, làm hết. Làm hết luôn. Ôi trời ơi. Thậm chí là bà nội bà ngoại cũng không nhớ hết tên các cháu luôn. Là cô có mấy người con trai mấy người con gái? Có ba con gái không có trai. Vậy là bà ngoại không à? Bà ngoại không. À chỉ là bà ngoại thôi. Trời, không có nội. Là có nghĩa là
con của cô Sương là con gái rồi có chồng, sau đó là chồng đều chia tay hết, ba người chia tay hết. Mẹ có liên hệ về cô không? Không. Nó trả lời trước thôi, không có liên hệ, hàng ký nó biết. Nó biết. Rồi ở với bà ngoại đúng không? Dạ. Ở với bà ngoại vui không? Vui. Bé này bao nhiêu tuổi? 5 tuổi hả? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi. Bé này 5 tuổi, mấy bé có được đi học không? Ờ, tính đi mẫu giáo mà không có ai đưa. Đứa nhỏ này có đưa hai đứa này đi không rồi. Cái tôi thì đưa hai mẫu giáo thì đi trước đường khác á. Đường mấy hôm nay tôi đi xa không có đủ. Đi vòng vòng nhà gì, như ra tới đầu cầu rồi đi trở vô rồi có đi xa thấy hơi mệt. Thì cái đưa rất hai đứa này không có được. Còn chồng cô đâu? Chồng tôi bỏ tôi, hồi con cái út của tôi năm mới nhỏ hơn thằng này nữa. Cái người lớn mà làm cho trẻ con nên tội quá ha. Dạ, cái tới tôi răng nuôi con, tôi tới lớn, tới mình tưởng là nhờ được ai về. Kết thúc cũng không nhờ, không có được. Ừ. Con gái lớn nhất của cô là bao nhiêu tuổi? Nó tuổi, năm nay nó 32 tuổi rồi, 33 tuổi rồi. Lớn nhất ha, còn dạ. Nhỏ nhất? Nhỏ nhất thì nó 24. 24 tuổi. Dạ. Nhưng mà vì sao đi là không về cô Sương? Nó cũng không rành, đó. Đầu tiên nó đi phụ giúp quán. Nhỏ má này nè. Chứ quá rồi cái sao đó tự nhiên nó đầu tiên nó có gửi tiền về được tháng hai tháng thì sao rồi nó đi mất tức luôn, không có liên lạc tiền gì một phần nữa. Ở đây thì nó xài điện thoại mà không biết số của nó đâu. Có nhà kế bên hồi đó nó còn nhớ còn điên liên lạc đó, tới bây giờ nó cũng không liên lạc với người ta. Thì cái nhỏ em cháu tôi ở sau lưng này nó điện hoài mà không có, cũng không có liên lạc được nó vậy á, điện số đó đó. Điện nói vậy về nhà chứ mẹ bệnh này kia nọ đang gì lo đứa nhỏ này nè, rồi cái điện nói thôi cô Chính ơi con điện không được, điện số máy con Phượng điện không được, nó không có liên lạc được. Nó vậy một nó sợ nó mất điện thoại là nó trời ơi thoại. Người lớn mà sau đó thì bỏ không liên lạc để cho bà ngoại giữ mình nên là không có gửi tiền gì về hết á, thấy tội ghê á. Rồi bà ngoại làm gì để nuôi mấy cháu? Thì có đâu, cũng như có gì ăn nấy thì nhờ có từ thiện cơ gạo ăn, thì có gì ăn nấy thì chứ nó nào nghe nó cũng dễ ăn. Cô Sương có làm được việc gì để mà ra tiền không? Đâu có, hồi lúc chưa bệnh á thì đi đẩy tép, đi xúc tép á, hay ai mới mần ngày gì cũng đi hết trơn à, mần ngày cắt lúa dặm lúa gì đi làm nuôi cháu, tới bây giờ phát bệnh rồi cái nói đi không còn muốn dựng nữa. Cô bệnh gì? Bị ung thư tử cung. Ung thư hả? Dạ. Trời ơi, cô mà một mai mà nằm xuống là mấy đứa bé này là trở thành cơ nhỏ hết luôn. Đi bệnh ung thư cung mà nhờ được nhỏ cháu, con có thằng em á, nó dẫn đi bệnh điều trị bệnh viện cũng bú tại thành phố á. Nó hết lâu cả tháng á, tháng 10 bữa. Còn mấy đứa nhỏ là tôi gửi cho nhà em dâu nè, ở sau. Đó, nhỏ em dâu đó đó. Đó. Ở sau trong giùm gạo thì cho, có thì gạo thì từ thiện cả ăn đó. Bé ngăn sao con khóc? Con muốn khóc hay vậy? Con 11 tuổi đúng không? 13 tuổi. 13 tuổi có được đi học không? Đi học được lớp 4. Nó nghỉ rồi. Rồi cái đi cái nhờ nhỏ em chồng nó lo cái tiền bạc. Có đâu mà gửi cũng để cho 500 thôi đi cả tháng vậy cũng tội nhờ thế em chồng. Tại vì 500 tiền mượn trộm xóm cho đặng nó lo cho đứa này ăn. Thì nhỏ cáo kia dắt đi bệnh viện thì nhờ có bảo hiểm. Rồi bé Ngân bây giờ nghỉ học rồi có tiếp bà ngoại những cái công việc nào không? Có ở nhà phụ giúp được rửa chén hoặc là nấu cơm gì đó. Khi lúc nào tôi mệt thì nó quét nhà giặt quần áo rồi nào ngay giặt quần áo mấy đứa này không cũng nhờ được nó giặt quần áo. Kẻ sạch không sạch thì cũng kệ cho nó giặt đấy. Chứ tôi giặt đâu có nổi. Rồi tả sữa sao cô Sương? Sữa thì thôi có tiền thì mua uống có thôi. Có bữa hộm, có nhà cháu nó mua cho được lon sữa uống. Chứ rồi con không có ham sữa uống gì cho nên yêu cầu có tiền lo cho đứa này nè. Nó ăn nè đi học về cái ăn sáng này kia nọ mua gạo mua đồ ăn thức ăn gì thôi. Thì còn sữa thì có bờ, lúc trước họ sổ sức viện về thì có nhỏ cháu nó mua cho được lon sữa gì em xua gì đó để khi uống hết rồi thôi. Thì trên lon sữa đó có rẻ tiền nó mua tới 800 mấy rồi đối với tôi 800 mấy là lớn á. Chứ có tiền đâu mua. Rồi cô Sương không có làm cái công việc gì ra tiền hết? Không, giờ hiện tại giờ năm tôi không bệnh tới giờ không có làm gì được ra tiền đâu. Phát hiện bệnh lâu chưa cô? Phát bệnh một năm á. Nè, cầm tự mà ép con. Một năm rồi. Một năm rồi hả? Dạ. Rồi có thuốc men gì không? Nằm bệnh viện đó thì ta cũng
điều trị rồi cái cho sức viện về, giờ uống thuốc có tiền thì cũng mua thuốc tây uống, tại vì bác sĩ có cho to thuốc á, cảm thấy không có tiền thì thuốc nam, từ lá thu đủ được á uống. Bạn nào là ngoan nhất, bạn nào trong năm bạn này nè, này với chứ thằng mà lại chạy đi bắt đái là ngoan lắm hả? Ngoan có thương mà chăm sóc cho bà ngoại dữ không? Nghe nói mệt bắt đầu nó chạy xuống, cái thằng này tới tội nghiệp, nghe nói bà ngoại mệt quá, ngoại mệt để con bóp giò cho cũng được an ủi ha. Biết an ủi mà mấy thằng này nó biết ăn thế, nó chưa có biết hiểu chuyện, nó nghe bà ngoại mệt nó đứng cười, bà ngoại mệt nó cười. Kể tới cái thằng này nó ngoại mệt hả, giờ nó ngoại mệt quá con ơi, nhờ ngoài nằm xuống con bóp tay bóp chân cho vậy đó, nhờ thương vậy thôi. Sao cô Sương lại muốn khóc vậy? Đấy tội nghiệp cháu, từ nhỏ nhỏ nó biết thương mình á, biết lo cho mình mà người lớn không biết lo. Đấy tội nghiệp cháu thôi. Ý ừ, nhiều đêm thấy cháu ngủ cũng tội nghiệp đó. Cháu ngủ đây sao cô Sương? Thấy tội nghiệp mới mới lớn mà bị người lớn bỏ, cha mẹ không biết mặt nó. Ông giờ hiểu tại nhờ nếu có cá nó về chắc nó không biết mặt cá nó đâu, mấy thằng này đứa này cũng vậy. Mà con muốn hỏi là mẹ của các bé là bỏ các bé khi bao nhiêu tuổi? Thì con nhỏ này thì nó mới bỏ đi cách 2 năm thôi. Còn mấy đứa này đây nè, bỏ hồi lúc 1 tuổi tới giờ. 1 tuổi hả? 1 tuổi lúc giờ. Đó không có sữa mẹ, rồi nhà là nghèo nữa thì chăm sóc các cháu làm sao? Rồi 1 tuổi thì thôi nó cũng tới đó mình cũng cắm sữa cho nó được rồi cho nó ăn cơm. Cho nó ăn cơm thôi chứ. Hoặc là sáng thì nấu cháo cho nó ăn. Nếu không có nấu cháo thì có nhiều khi đi ra chợ mua cháo cháo tôm nấu á cho nó ăn. Một ngày cô Sương phải tốn bao nhiêu tiền cho các cháu của mình? Đứa 5 ngàn vậy ạ. Sáng, đứa sáng có 25 là ngàn. Là 5 đứa 25 ngàn. 25 ngàn cô làm gì cô có? Thì có nào có, bữa nào có thì đưa cho nó, bữa nào không thì thôi. Cô còn lại rang cho nó ăn. Ừ. Cơm nguội á, mình rang lại cho nó ăn. Chiên lại á? Chiên lại cho nó ăn. Là ăn cơm chiên? Dạ. Là chỉ có bé này đã học đến hết, bé Ngân học đến hết lớp 4 thôi. Dạ. Còn anh La này, anh Khoa này? Chưa. Chưa đi học? Chưa đi học, hai đứa này chưa có đi học. Thì hai đứa này theo mà đúng tuổi thì đi mẫu giáo rồi mà nó có ai đưa đón nó. Ừ. Thì còn hai đứa nọ này đi học, đứa lớp 2, đứa lớp 3 thì nhỏ này vẫn đưa đi. Là chị là dắt hai em, dạ, hai em họ đi. Hay mà đi. Chứ còn hai đứa này nếu có dẫn đi học ở thị trường hôm nay nè. Trường mẫu giáo đây á. Đi hai ngã nhà kia đâu có cho đứa đi. Bé lớp 4 là cô cho nghỉ rồi. Tại tự nó nghỉ, nó học không biết chữ nó nghỉ luôn, tự nó nghỉ chứ. Lớp 4 mà con biết đọc chữ không? Đó, không. Vậy đó. Trời tự nhiên lớp 4 nó không có biết đọc chữ rồi cái tôi hỏi chữ gì nó cũng nó ngồi hoài. Tôi mới biết nhỏ này chắc không biết đọc chữ tại vì tôi đi nằm viện hơn tháng mấy á. Nó không biết, chắc nó không có đi học á, nó nhà trong em á. Không biết học chữ mà cho lên tới lớp 4 luôn. Khổ thiệt. Bởi vì thầy, tôi nói thầy nó cho lên tại vậy đó. Thì cái bà họ cũng người ta nói thầy này, thầy giáo, cô giáo gì nít không biết đọc chữ mà cũng cho lên đó. Chắc hồi nó cũng coi cuốn sách đọc được, chừng tới nó đọc không thì đọc không được á. Nhưng nhìn nó dòm sách thì nó còn đọc được cúc đỉnh, còn cái đọc không vậy thì đọc không có được. Còn con nhỏ thì nó lanh, nhỏ nên nó học giỏi. Hai bé này là con thấy lanh nè. Dạ, hai bé này nó lanh. Bé bên đây là tên gì con quên ta? Bé áo vàng, Trâm. 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 Bên kia? Còn con tên Dậu. 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 Sao đặt tên là lạ? Cái thằng này không phải tên Dậu. Mà tại kia Dậu Dậu luôn vậy đó. Chú chờ. Hỏi nè, nhớ ba nhớ mẹ không? Nhớ. Không. À, bé kia nhớ bé này không ha. Mà thật ra là đâu có biết ba mẹ mình đâu đúng đâu, không? Đâu không biết đâu. Một tuổi mà đâu biết mặt, nó bỏ đi luôn. Này mẹ nó bỏ, cha nó bỏ hồi một tuổi tới bây giờ. Nó không biết nhỏ này cũng vậy luôn đó. Giờ cũng không biết mặt cha nó là người nào. Không luôn. Biết cha, không biết mẹ như thế nào luôn. Mẹ thì nó còn rành cho gì nó có hình trong điện thoại á. Tới bây giờ cái điện thoại nó hư. Hư đi sửa người ta đợi tới 500 á. Không có điện thoại luôn. Dạ. Rồi bây giờ như thế này nè, nhà cô Sương ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Ăn rồi hả? Buổi chiều này ăn chưa? Chưa. Chiều nay mình dự định mình ăn cơm với gì? Dạ, hồi sáng có ông muôn có ấy chiên thì chắc còn gì ăn đấy à? Ông nào? Con cá gì? Cá đi hồn gì đó. Ai? Ông nào?
có ông cậu á cho con có đi hùng á, cũng nhỏ nhỏ còn tới chắc cỡ nửa ký thôi. Dạ hả? Chiên cơm đứa ăn vậy còn cái gì ăn nấy đi, các chuyện nó không có quan tâm cơm đó mà đứa này. Chiều thì xúm nhau nó ngủ. Rồi mấy giờ mới ngủ, rồi ai sẽ là người dân mồm? Thì nó tự nó dân đi. Tự nó dân đi hả? Bây giờ cho con, anh em của tụi con đi vô tham quan nhà bên trong được không? Dạ dạ được. Dạ với lại coi mình ăn cơm như thế nào. Đi hả con ha? Con đi đi, con đi nào. Trời ơi, một lũ nhóc có một đứa con thôi mà nuôi cũng phải nói bây giờ có một đứa con thôi là nuôi cũng vất vả rồi đó, chứ đừng nói là chi là tới năm đứa. Này là thùng nước mình để hứng nước mưa. Hứng nước mưa. Cái lu. Còn này là cái gì con? Đó, nó dột xuống. Mưa này là dột xuống cái thao này cũng hứng nước mưa luôn, nhưng mà mưa này là mưa dột từ trong nhà, mưa không ý, mưa không muốn. Còn bên đây là những giọt mưa mà mong muốn nè. Con cú luôn. Ơ, trời ơi, cái nhà kìa, rừng tre kìa. Thấy không, mặt trời hết à. Thấy mặt trời hết trơn rồi. Ở đây là chỗ ngủ của mấy anh em? Năm đứa anh nữa hả, nó ngủ á. Dạ? Năm đứa nó ngủ á. Năm đứa vô dưỡng hả? Dạ, ngủ dưỡng này nè. Trời ơi, cái niệm kìa. Niệm rối đâu cũng cũ kỹ hết rồi. Người ta cho á. Người ta cho hả? Dạ. Năm bé vô ngủ sao đâu? Ngủ cho nó coi. Ngủ ngang gì sẹt ngang. Đâu năm con vô ngủ cho chú coi coi. Có được cái quạt bé tí gì đi à? Dạ. Đâu vô ngủ cho chú coi à. Lên ngủ cho mấy chú coi coi. Vì sao anh sao mà anh hát rồi? Đừng cầm trâu. Rồi vô nó quậy chắc. Tối nào cũng phải la nó trời. Dạ tuổi bồng bột mà con. Đực á. Ồ, vậy là mấy con nằm như thế nào đâu? Đực á, cần mời. Cho mấy chú xem coi. Ừ. Chăm đực kịch nè, chăm đực. Ôi trời ơi. Bạn nào đâu, ngủ ngay vị trí nha. Ừ. Nằm ngay vị trí chưa? Rồi chân bạn này chồng lên chân của bạn kia kìa. Rồi sao ngủ trời? Nó ngủ vậy. Có được cái cặp đi học kìa. Vậy sao mà rồi mưa rồi sao cô Sương? Dạ. Mưa rồi sao? Đó, dột tôi lấy cao su tre đó. Đâu? Cao su đâu? Ồ, cái miếng bạc kìa sau lưng cái mùng thấy không? Đúng rồi, có miếng. Mà nóng thấy luôn. Tại ở trên nãy dột xuống rồi sao nè? Trên thôi, nó không có dột tại vì lấy cao su trải trên đó. Chị à, vậy là ở trên cô có trải cao su luôn hả? Rệt cao su rồi. Cái này là chỉ dột ngang không thôi. Ở trên cổ có trải cao su anh một đồng. Có trải đó không dột xuống dưới. Có dột một lỗ. Hai ba lỗ. Có dột lỗ đó. Thấy mặt trời luôn kìa. Rồi mấy bạn ngủ có bị bao giờ bị ướt không? Không hả? Đó, lúc ở chỗ đó. Ướt là bạn nào nằm dành nằm? Bạn nào dành nằm chỗ khô? Trời ơi. Hay nít nó thiếu sống thiếu thốn tội ghê hơn. Ôi khoa nằm chỗ khô hả? Đây là chị hai giữa là nằm làm cục nhân ở giữa. Chị hai lớn nhất nằm cục nhân còn mà chị hai bạn kia đó hai bạn quýnh lộn. Hai nam nằm riêng nè, hai nữ nằm riêng nè. Đó. Ngủ hai thằng này ngủ gần nhau đâu có được, đánh lộn. Đánh lộn. Những khi nhỏ này phải nằm giữa nè. Trời ơi, hai bạn nam nằm chung đánh lộn. Trời ơi. Thì cái thằng này hay khiêu cái thằng này. Rồi được mấy cái mền? Được cái mền à. Hai cái đó có mền. Hai cái nằm bạn được hai cái mền chung một cái giường. Cái giường này cơi ở dưới đất nữa nha, cô bác có gì nền này là nền đất nha. Còn cái mùng thì cái mùng giá từ lưới. À, các bé nó đâu có biết gì đâu, đứa thì mang dép, đứa thì không người la lôi lên đây luôn. Đúng rồi. Đứa này không mang dép nữa nào cũng sống lên luôn. Rồi đèn điện đâu cô Sương, sao con nhìn cái gì giống như cái mạng nhện vậy? Cô bật lên giùm con cái ai? Là bằng kia lại cắm. Ôi trời. Vậy là tối cô ngủ trong đó hả cô? Tối dạ, cái đèn nhỏ xíu đó, hả? Còn đèn kia? Đèn ngủ đèn. Bật kia lại cắm. Rồi cô bật cái đèn kia coi cho chú con coi với coi. Đó, để thắp sáng trong nhà à. Là một cái đèn led khá là nhỏ, là một cái bóng đèn cà na. Leo lét vô mọi người. Còn bây giờ còn khổ ghê không? Ở đây là quần áo của năm đứa bé đó hả cô? Quần áo mà đến tui bảo. Đâu có cái tủ gì đâu đúng không? Dạ. Ở đây mà mưa một cái là thôi luôn. Cũng còn giọt. Đó giọt tùm lum hết trơn. Tôi lấy ô đụng cái gì tôi che đấy cho nó nằm giọt. Ô đồ có đụng cái nào có giá được thì cô giá mà. Dạ. Này là thuốc nam của cô đúng không? Dạ thuốc nam. Thuốc này thuốc gì á? Cái rau dừa khô. Cái cây su đũa.
với bông lá xua đũa đó. Lá xua đũa. Cái này cái rau dừa ta phơi khô. Mua người ta chứ đâu có đi ruộng được đâu. Còn cái này là không gian bếp của cô hả? Dạ. Này là cô nấu thuốc nam, là cô Sương là người Khmer nha cô bác anh chị. Một cái bếp ga khá là nhỏ. Nấu thuốc. Ừ, bên đây ăn cơm gì ha? Trời ơi. Cá tra. Một con cá tra kho. Cá tra này biết sao mấy hộ mà khó khăn thích ăn không? Không phải thích đâu, mà là không có tiền mua con cá nó rẻ. Nồi cơm. Ồ, cơm còn nguyên luôn. À, mấy bé thấy cũng ít ăn hả cô? Nó cũng ăn ít. Dạ. À, cô ngủ ở đây hả? Ngủ ở đây. Sao không ngủ chung cho đứa cháu nào ngủ chung cho khỏe? Nó chịu ngủ. Nó chịu ngủ với bà ngoại. Dạ, tại vì nó nói ngủ với ngoại, ngoại chút xuống đáy nó không chịu ngủ. Bà ngoại chút xuống đáy đi tiểu à? Đi tiểu đêm á, dạ. Nó ngủ được. Có lâu lâu cái thằng nhỏ nhỏ bận áo đỏ nó chạy lên ngủ. Rồi thường là tắm rửa ở đâu cô? Đó. Đâu đi ra sao con coi với? Đó, nhà tắm nó mua mượn tiền nhà nước 10 triệu được 2 tháng là tôi phát bệnh liền. À, xây cái nhà tắm là vay tiền nhà nước cho vay để làm nhà vệ sinh tiền, ha. Tại vì cho vay tiền hộ nghèo đó. Hộ tiền hộ nghèo. Dạ. Thôi vậy cũng được rồi. Dạ. Mới làm được 2 tháng bắt đầu phát bệnh. Coi cái nóc nhà của cô rồi biết được à? Nóc nhà thì cô phải cao su thân luôn rồi. Ừ, tại cao su lắm. Lá nó hư không có tiền thay á. Nhà lá khá là tầm bợ ha. Ồ, trải cao su như vậy để mấy bé ngủ được an toàn khi mà có trời mưa đến á. Để cho miếng cao su nó không tróc ra thì ở trên dừng bằng một cái miếng mấy cái ngói. Và vậy đi càng nhiều thì mình lại thấy nhiều hoàn cảnh nó khổ hơn đúng không? Nhưng mà thấy thương mà cũng thấy đáng trách nữa mọi người. Ba mẹ bỏ đi thì cũng phải có người chia tay thì cũng có người lo lắng chứ. Dạ vậy mà hiện khi địa phương ông ta không có hỗ trợ nhà. Cái này là cái gì vậy? Vô cái này nhà nhỏ em ta cái tủ gì cái tủ để thuốc vậy cái ta một được cái mới cho cái này nó có rung rung nó trơn tới bữa nào trên thập bỏ ra ngoài chứ. Sợ mấy đứa này trên để tới cái sụp cá đang gãy. Nó xỉu á. Ừ. Còn cái giường của cô Sương ngủ kìa, chỉ có một cái chiếu thôi để cái niệm này cho các cháu nằm. Dạ. Vì sao mà cô buộc dây? Nè, cái sông nó gãy nè. Gãy sông luôn hả cô? Gãy hết trơn rồi. Miền kia đâu có dám. Kìa, gớt cái mầm ở dưới luôn kìa. Ừ. Cái này mà ba đứa lên chắc nó gãy luôn á. Không cho nó lên nằm á. Ngâm nữa luôn hả con? Ừ. Con ơi. Hả? Trời ơi, nhìn cái mặt kháo khỉnh ghê á. Ghê kìa. Có ai xin làm con nuôi cô cho không để bơ nhẹ nuôi? Kìa, để vậy nó nuôi quen rồi. Hả? Nuôi đi quen rồi, nó đi sợ nó chịu đi chứ nó lớn nó biết rồi. Ừ. Đi thì nó chắc nó không chịu đi đâu. Mỗi ngày làm nhà mình nấu bao nhiêu gạo cô Sương? 2 lon à. À mấy đứa bé này nó ăn ít hả? À, còn cậu này đẹp trai dữ trời. Ơi hình nhìn hình ảnh kìa hai cậu. Có người mà xin dậu nè, dậu chịu đi không? Chịu đi. Bé dậu đẹp trai quá ha. Lắc cái đầu trước rồi đó. Nhìn dậu đẹp trai thiệt. Cái thằng này chua quậy. Nè, cái nhà rất là ẩm thấp luôn cô bác anh chị. Phải nói là đây là một ngôi nhà dở ra thì không còn thứ gì cả. Nhà này mình dỡ một để xuống một cái rồi nó cái chân nó đó cái cột nó đứt chân hết trơn rồi kìa. Căn nhà này mình cắt được nhiêu năm rồi cô? Hình như là 4 năm có. Trên cái đó là gạo của mình đó hả? Gạo từ thiện tao cho không á, tao lại thăm tao cho không á. Trộm xóm cho rồi hồng tụ tập xã tao cho được bao. Hai bao là bao ở trước bao này nữa nè bao là mình dưới. Được có một cái diện tích là khu đất bao nhiêu thôi hả cô Sương? Có bao nhiêu thôi à, chứ không có ở đâu. Còn rồi. Cái nhà lớn ở trên là con thấy mới dán gạch là nhà nước mới hỗ trợ hay sao? Lâu rồi, hỗ trợ hồi năm 2000. Nhưng mà không có ngủ ở trên, chỉ ở đây thôi. Ở trên dột hết trơn rồi, đâu có dám ngủ. Ừ. Trên dột? Tôn lũng à. Dột có sợ ngủ ban đêm, mưa bất tử chạy nữa. Ngày thì ban ngày thì mấy đứa này qua giỡn chơi vậy đem súng ra đây ngủ trơn. Ở đây thì rằng nhà lá mà đều có trại cao su thì nó đỡ chút, còn ở giỡn tính nó trước nó giọt nó lũng tôn lũng năm 2000 là nhà nước cấp cho đó năm 2000 á lẽ hả hồi năm 2000 hai mấy năm rồi. Dạ. Tôn nó cũng xuống cấp lũng hết trơn rồi. Có nghĩa là đây là một hoàn cảnh đáng thương thật sự khi được nhà nước quan tâm hỗ trợ kể cả chính quyền luôn. Tuy nhiên thì
với gánh nặng là 5 người cháu, không có con cái gì nuôi cô lại mang bệnh nữa, nên thành nữ là cuộc sống khó khăn á, nó đắp đổi và chồng chất khó khăn. Sinh hoạt hàng ngày hay là những cái vật dụng trong nhà đa số là người ta cho, hoặc là người ta thấy cái hoàn cảnh ấy, người ta Mạnh Thường Quân đem lại gửi những cái ngày lời gầm lễ lớn á. Mới bữa nay có thịt có cá ăn mấy bữa rồi thì đó, từ thì ta cho gạo cho nước tương nó ăn hết tương, nước tương gần hết nước tương rồi. Chỉ có một cái con cá tra kho thôi, còn bao nhiêu đây là dầu ăn mới là chắc tháng 7 vừa rồi á, người ta làm phước á. Dạ, người ta cho đó, cho không á, không có mua. Là mỗi bé nó chắc nghĩ là ăn một cái tô này quá. Dạ. Mỗi bé bới cái tô ăn cơm rồi dọn cơm ở đâu ăn? Đứa nó cầm chén cầm tô nó ra ngoài hàng ba nó ngoài ăn. Rồi ăn chứ đâu có chỗ nào đâu mà ăn. Dạ. Thì tự này là gọi là trời xanh trời dưỡng, không may là có một bé mà bị bệnh rồi là cô Sương phải nói gối luôn chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Đúng rồi. Lúc nãy thì Bùi Hồ nói về cái việc mà sinh rồi cô cho không, để Bùi Hồ thấy được cái tình mẫu tử, tình của bà dành cho cháu nó lớn lắm. Mặc dù bây giờ thì khó khăn nhưng mà bà vẫn cố gắng nuôi những người cháu của mình, chứ không phải là muốn sinh là có đâu, muốn thử bà thử coi như thế nào. Người ta sinh cháu bà ta cho 200 triệu, chắc nó để bà đổi đời, chắc nó chịu không chịu đi, nó khóc nó chịu đi á, nó cho đó trời lợi nó nuôi tới nó quen rồi. Ta cho 500 triệu sửa luôn cái nhà cho cháu bà, chịu không? Hả, đi đâu thôi, nó lắc cái đầu trước rồi đó. Chịu không? Nghèo thì nghèo nhiều chứ còn cháu nuôi rồi quen rồi. Chứ 500 triệu đối với tôi là số tiền lớn nhất mà, nhưng kệ. Chứ quen rồi, quen tay quen chân cho nó tội nghiệp nó lắm. Thôi kêu cháu mình lên, ủa lên vợ, lên cái giường này tính kêu lên đây ngồi chắc là sập luôn. Thôi bây giờ bà lại giỏng bà nằm, bà ngồi đi để cho cháu của mình á, nó lại nó ngồi cái bên để trò chuyện cái anh em của con xin về ha. Có tiệc trẻ con lên. Trong nhà thì luôn rộn tiếng cười. Nhưng đằng sau những cái tiếng cười của những đứa trẻ là những sự lo âu của người ngoài. Đây á, con không có biết là các bé nó có ở nhà, chỉ biết là hoàn cảnh cô Sương là nuôi các cháu vậy thôi. Thì con tình cờ con chạy ngang đây, con nghe mọi người dân giới thiệu rằng cô Sương cũng rất là khó khăn. Và tụi con sáng đi sớm thì cũng không có được chuẩn bị gì nhiều. Và anh em của tụi con cũng sẽ ghé quay trở lại đoạn đường từ Chợ Lấp về đây, nó cũng rất là khó khăn, cô bác anh chị qua cầu đò khá là nhiều. Nên là thử là tấm lòng của anh em của tụi mình trước, rồi sau đó thì sẽ sớm muộn thì tụi con sẽ quay trở lại. Lý do là các anh em ngày hôm nay di chuyển thì cũng không có sáng 4 giờ đi rồi, anh nữ không có gặp những cái trụ qua trem, mà mong cô bác anh chị thông cảm. Và Bùi Hồ hứa là sẽ quay trở lại hoàn cảnh của cô Sương ha. Thì cô Sương ơi, cố gắng lên ha. Dạ, cố gắng đặng nuôi cháu chứ. Dạ, cố gắng lên. Trước mắt đây là tấm lòng của anh em của tụi con, thì con sẽ gửi cho cô trước một cái chai dầu của chú Kevin Trần, với lại gửi cho con gửi cho cô 200 ngàn. Yeah. Ha. Yeah. Đây phần quà của con thì của ít lòng nhiều thì mong cô nhận cho. Và yeah, tụi con cũng sẽ quay trở lại sớm nhất hả cô ha. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ cảm ơn trời mà chú có lòng đón thăm tôi rất mừng rồi đó. Đối với tôi 200 là lớn rồi, tại vì mà không có ra tiền. Được 200 thì bà cháu tôi cũng sống được vài bữa, cũng như mùa đồ ăn thôi, chứ gạo thì cũng có ăn, mùa đồ ăn thì chứ còn như bánh tráng ăn sáng thì bất quá nấu cơm chứ ra. Thì cứ chắc được 4 ngày. Cô Sương có số tài khoản gì không? Không có. Ở đây ở trong cái shop này những người dân ở đây không có số tài khoản gì. Dạ, và đặc biệt cô Sương không có số điện thoại luôn. Nên là nữ là anh em của tụi mình á thì cũng rất là bỡ ngỡ, và cũng mong là cô bác anh chị khi mà xem clip này á thì cũng thông cảm cho anh em tụi mình, và anh em của tụi mình sẽ hứa sẽ quay trở lại hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô Sương ha. Còn bây giờ đó thì cũng buổi chiều rồi, cũng để cho gia đình của cô Sương có sự riêng tư, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau, và cũng như là chia sẻ thêm về hoàn cảnh của các bé cho cô bác anh chị hiểu thêm. Rồi mong rằng á là trong thời gian tới sẽ được hữu duyên á để mà làm được một cái ngôi nhà mới cho cô Sương ha. Nhưng mà trước khi làm ngôi nhà mới cô Sương thì phải hoàn thành ngôi nhà cho bé Tú ở Cà Mau trước ha. Trước khi kết thúc đoạn clip này thì chắc có lẽ là cô bác anh chị sẽ xem cái ngôi nhà trên, anh Mộc Đồng sẽ chia sẻ hình ảnh cái nóc nhà trên gà nó muốn sập hết anh Mộc Đồng ơi.
thấy không, anh một đồng. Ừ. Cô nói là hai đêm thì bé không dám ngủ ở trên này, bởi vì cái nóc ở trên này dập hết trơn. Một cái trên này toàn bộ từ trước dập tôn nè. Nhưng mà được có được cái nền nha, cái nền này ai dán gạch cho cô á? Nhỏ cái hồi lúc nó còn ở chung á, có vợ tình, có chồng nó còn ở chung á thì nó dán được nhiêu á. Dập thì tấm lẫn ở trên luôn toàn bộ nè. Và chắc có lẽ là anh Một Đồng với ông Đồng Tháp liên máy qua em để chia sẻ một cái câu chuyện như thế này. Nếu như mẹ của các bé có xem được đoạn video clip này thì mong mẹ của các bé quay về đây hoặc là san sẻ phần nào gánh nặng cho cô Sương, vì đâu đó gần tình thương của Quý Mạnh Thường Quân á không bằng tình thương của ba mẹ. Tại vì khi tình thương của ba mẹ dành cho con nó rất lớn, cô bác anh chị cũng phải có về sự dạy dỗ nữa. Còn Mạnh Thường Quân chỉ giúp đỡ được về cái phần vật chất, phần hiện kim cho cô Sương cũng như cho các bé có cuộc sống tốt hơn thôi. Mong rằng khi mà xem được clip này thì mẹ của các bé có thể quay về đây để cùng với cô Sương vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Còn bây giờ thì các anh em cũng xin kết thúc video clip tại đây. Và chắc có lẽ là mong cô bác anh chị khi xem đoạn clip này á thì mong thông cảm bỏ qua cho các anh em vì trục trặc của ngày hôm nay ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau. Thôi con về ha. Dạ, cảm ơn.